Dạ, lại một ngày nữa đã trôi qua. Giờ ồ và anh em đồng thúng tiếp tục cũng đi mưu sinh kiếm sống bằng nghề câu cô chú anh chị. Cạnh tranh với nó đấy, mà mới có 20 năm nay chứ mấy đâu mà nó lên nhiều luôn á, thứ gì cũng làm, thứ gì cũng làm, lên nhiều gặp gió. Dòng này ông nháy quá tè. Dạ có 3 thúng mà lấy đồ cũng nhanh không cả nhà. Giờ lấy đồ đã đầy đủ hết rồi, mấy chú cháu lấy đồ đầy đủ hết rồi. Cơn mưa đây dữ dội đó nha, đen thui. Dòng nam á cô chú anh chị, dòng nam lại dưới đây, dưới hướng nam mưa lên lại, dòng lên. Đây là chắc chắn không bị dính cơn dòng này rồi, mà không biết nó có đi lệch xí đỉnh gì không. Nó giờ cũng gầm cũng hú á.
Dạ Ốc xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Dạ Ốc cũng mới vừa neo đây. À. Dạ câu hoàng lại khu vực chỗ này, tại vì mấy bữa nay câu cũng kiếm gạo kiếm ăn rồi được á, Ốc cũng bỏ mấy anh em hoàng lại chỗ chòm này. Dạ ngày mới Ốc cũng xin chúc cả nhà, xin chúc cô chú anh chị em ngày mới được dồi dào sức khỏe, may mắn và vui vẻ trong ngày hôm nay nha. Dạ giờ Ốc để về sau sửa soạn rồi câu nhắm đầu tiên đây, coi làm sao đây. Dạ hai con mồi đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, cầu mong cho mọi điều tốt lành, may mắn. Chỗ nào bị dính cơn giông cho ai gì nó lệch về phía đất liền phải không? Không đỡ. Sao mai ăn bị hụt không? Con cá đầu tiên. Con cá mú cả nhà. Con mồi da cũng lỡ à. Đó. Ồ, con này cũng lớn chứ. Con này cũng lớn. Mai làm con mú con bò da cũng ngon ha. Hai con đó cũng kiếm 50-60 ngàn ha cô chú anh chị. Chắc con cá dập ta quá. Dập ta hay phen cổ đây. Chắc dập ta hay phen cổ à. Gì đây? Con cá mú. Con cá mú mà la dập ta phen cổ.
chắc con con này chắc con cá đỏ mơ quá à. Đó, hai con đỏ mơ này, con đỏ mơ cả nhà. Hay quá. Dạ dầm sớm mai được 6 con. 6 con đây chứ chắc cũng cỡ 70 ngàn hả cả nha. Cỡ 70 80 gì ạ. Nhờ con bò da á. Dạ giờ đi chỗ khác. Tiếp tục con bò da nữa cả nhà. Hai con bò da. Này ông làm có cơn mưa lớn kìa. Ông làm gần xíu à, cỡ 5 phút là ông tạnh à. Mà đều mưa chứ không phải là dông, chứ không có gió. Ớn nhất là mưa mà kèm theo giông á, gió ghê không. Đây ông mưa mà cũng đỡ cho nó mát. Giờ này ông hết mưa rồi, bắt đầu ông nắng nè. Khoái nhất là tàu ui cả ngày à cho nó mát. Con muốn quạ quá, con muốn quạ cả nha. Nữa. Cá phèn, cá phèn. Cá phèn lớn nha. Con cá phèn này để rộng á. Dạ dầm thứ hai đường con bò da lỡ mấy con mú quạ. Mú quạ cũng có con lớn. Để như đây cũng chiếm 6 70 nữa. Vậy hai chỗ đường tâm mấy. Hai con cá mú.
nắng mà chá là hào quang đom đóm luôn. Dòm xa xa là chảy nước mắt sống luôn á. Dòm không rõ luôn á. Dòm theo hướng đây thì đỡ chứ dòm theo hướng hướng mặt trời đây chảy nước mắt sống luôn á. Chá là luôn à. Ban cá nhỏ 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 nó rỉ à. Khó biến à. Hai con cá muối đất. Bỏ xuống ăn là mừng à. Con cái giọt một con cá muối. Nói xuống kéo cá lên, nói xuống kéo cá lên là sảng khoái á, là phỉ à. Cái đường anh nói xuống mà ngồi xuống ngân và ngân vĩnh, mệt luôn. Treo rớt cái chấm nữa. Treo rớt cái chấm nữa. Tưa rồi, tranh thủ. Giật ta. Dạ giờ cũng hết giờ câu rồi cả nhà. Giờ kéo câu lên là sửa soạn vớt thúng vô.
dầm cuối cùng. Và dầm cuối cùng vô đây cũng cỡ 30 ngàn, 30 hay 40 ngàn. Nhà được con bò da nhỏ nhỏ như là mấy con cá mú nhỏ nhỏ. Now. Dạ, giờ ghe đã tới bến rồi cả nhà. 3:03. Lên chợ bán cả nhà. Giờ này cũng 3:00 mấy rồi. Còn có muốn mâu à? Mâu đây hả? Ừ, còn 2 con muốn mâu nữa. Nó đến
mình ngủ. Thấy cũng chấm sao thấy mà đắt. Chỉ là mình mở mình chấm không nổi. Giờ biết anh Thủ đi chợ bán cho chú anh chị. Đó, đây là đồ nghề đấy nè. Nghề ký, gỗ, thau, thùng khế. Giờ biết đi chợ. Số lượng kế anh nộp câu nè, cô chú anh chị. Còn đây mấy anh em bạn khúng nè. Có một chỗ ba chị em đi chung một kia. Ba chị em đi chung mà cần ký được bao nhiêu? Làm sạch sĩ tâm. Bảy trăm ba 5.000 vậy là 735.000 cô chú anh chị, bên em ổ câu được 735.000. Còn cái rắc về nấu chua kho ăn ớt với hai cái muối về nấu chua. Giờ biết xin chào tạm biệt cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà luôn theo dõi và ủng hộ. Giờ biết dọn dẹp sạch sẽ đi về cô chú anh chị. Giờ còn hai chị em đang bét nữa nè. Giờ thôi cứ dọn dẹp cái gì à cô chú anh chị, dọn dẹp bét sạch sẽ.